Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Anh chị em thương mến trong Chúa Kitô, chúng ta đã có nhiều lần nghe các cái dụ ngôn Chúa Giê-xu giảng dạy để hiểu về quyền nhiệm của nước Thiên Chúa, của nước trời hay là của Hội Thánh hiện thân và là khởi điểm của nước Thiên Chúa ở trần gian này. Và bài dụ ngôn hôm nay cho chúng ta biết được cái khởi điểm của nước trời, của nước Thiên Chúa hay của Hội Thánh hết sức là âm thầm và khiêm tốn, như là một cái hạt cải nhỏ bé nhất trong các loại hạt giống. Thế nhưng một cái lúc nào đó khi phát triển đến cái mức độ hoàn hảo nhất thì đã trở thành cái cây cải nơi có thể dung nạp được rất nhiều loại muôn thú, chim trời. Điều này ứng nghiệm với việc hình thành của Hội Thánh do Chúa Kitô thành lập. Từ khởi điểm chỉ có một nhóm những người ngư dân, một chữ cắn đôi cũng không biết, và cũng là những con người không có cái tiếng nói, không có một chút cái địa vị nào trong xã hội thời bấy giờ, khi mà người ta đang chạy theo những cái gì ồn ào và hào nhoáng của danh và lợi, của tiền bạc, của những cái địa vị trong cái xã hội dưới ách thống trị của đế quốc Roma. Thì ngày hôm nay Hội Thánh đúng thực sự đã trở thành cây cao bóng cả để đón nhận tất cả mọi người, không phân biệt nguồn gốc chủng tộc hay là những cái khác biệt về văn hóa, về những cái xác tính chính trị, để trở thành một cái cộng đoàn của những người tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô như là đấng cứu thế duy nhất, như là đấng sẽ đong đầy những cái ước mơ sâu thẳm của tất cả loài người từ muôn thế hệ. Trong cộng đoàn của Hội Thánh luôn luôn có cái mối dây hiệp nhất, nhưng cái hiệp nhất ở trong cộng đoàn các Kitô hữu không phải là một thứ hiệp nhất cằn cỗi, đơn điệu và có cái tính độc đoán. Để hiểu được điều này, chúng ta có thể lược qua 3 cái hình thức hiệp nhất vẫn được thấy thực hiện ở trong xã hội loài người. Hiệp nhất một cách đồng phục, khi mà người ta cố gắng để làm cho cái xã hội trở thành ra như một cái trại quân đội, có đồng phục, có tất cả mọi cái đều theo chung một biểu mẫu, kiểu tóc, kiểu bước đi, kiểu ăn nói, hành động. Hiệp nhất ở trong cái cách đồng phục này thực ra
là một kiểu hiệp nhất, rất là hời hợt, rất là phiến diệt. Nó che đậy ở bên trong cái lòng của những cái con người bắt buộc phải mặc đồng phục, phải có chung một cái kiểu tóc, chung một cái kiểu đi lại, một cái kiểu hành xử, bao nhiêu cái sự uất ức, bao nhiêu cái sự bất mãn mà không có thể bộc lộ ra được, bởi vì đã bị áp đặt dưới một cái kỷ luật hà khắc. Hiệp nhất thứ hai là loại hiệp thức trong một cái đồng bộ, có nghĩa là tất cả mọi cái lời ăn tiếng nói, mọi cái cách suy tư và mọi cái cách hành xử đều đã được định hướng, định hình, định khung. Không cần phải suy nghĩ, bởi vì đã có một cái đầu suy nghĩ cho tất cả mọi cái đầu khác. Và tất cả đều phải nói chung một cái ngôn ngữ. Tất cả đều phải hành xử theo cùng một cái biểu mẫu, tóm lại một kiểu hiệp nhất như là hiệp nhất của một cái loạt máy móc được làm ra chung một khuôn mẫu. Cái sự hiệp nhất không phải còn là của xã hội loài người, mà của một cái đám người máy, một cái đám robot. Đây không phải là cái hiệp nhất dành cho con người, bởi vì con người được Thiên Chúa sáng tạo có cái đầu óc, có cái trí tuệ, có cái suy nghĩ để có thể tìm ra chân lý. Con người hơn nữa được Thiên Chúa ban cho món quà tự do để có thể hành xử như là một nhân vị. Tôi là một ai đó, tôi không phải là một cái gì đó. Cho nên ơn tự do là cái ơn để xác định, để phân biệt con người với loài vật. Và con người đã xứng đáng trở thành một cái nhân vị có những cái giá trị, trách nhiệm về hành vi, về tư tưởng của mình, bởi vì có tự do để đón nhận cái thánh ý của Thiên Chúa. Hiệp nhất loại thứ ba là hiệp nhất trong đa dạng. Đây là loại hiệp nhất xứng đáng dành cho xã hội con người với tư cách là những nhân vị. Khi mà mỗi người đều có chỗ đứng, mỗi người đều có tiếng nói, mỗi người đều có cái phần đóng góp của mình cho cái hưng vong, cho cái sống còn của toàn xã hội. Và chính đây là hiệp nhất rất là phù hợp với cộng đoàn Kitô hữu. Và hiệp nhất trong đa dạng đa diện này chính là sự hiệp nhất được đặt nền tảng trên sự hiệp nhất của ba ngôi vị Thiên Chúa. Thiên Chúa chỉ có một, nhưng có ba ngôi vị: Thiên Chúa Cha sáng tạo trời đất, Thiên Chúa Con cứu nhân độ thế, và Thiên Chúa Thánh Thần làm cho con người được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Mỗi ngôi vị có một công việc, mỗi ngôi vị có những cái suy nghĩ, có những cái đường hướng độc lập, nhưng cả ba ngôi vị đều hiệp nhất trong cùng một tình yêu, trong cùng một cái ý định rất tốt đẹp là ban ra cho toàn thể muôn loài muôn vật được hiểu, được biết những cái điều thiện hảo, những cái điều tốt lành của Thiên Chúa. Ước mong sao trong cộng đoàn của Hội Thánh, trong cộng đoàn của các giáo xứ, trong cộng đoàn của các gia đình Kitô hữu hiểu được cái giá trị của hiệp nhất trong đa dạng, để đời sống của Hội Thánh càng có nhiều nét đẹp chấm phá
càng mở ra cơ hội để từng cái thành phần của Hội Thánh, như cách diễn tả của Thánh Phaolô, nhìn Hội Thánh như một cái thân thể, rồi mỗi một thành viên là một chi thể luôn luôn đoàn kết với nhau trong cùng một cái thiện ý để xây dựng quyền nhiệm cơ thể Chúa Kitô và phát triển tất cả những cái ơn ban, những cái khả năng Chúa dành cho mỗi một người. Thay vì loại trừ, thì cộng đoàn của Hội Thánh Chúa Kitô phải là một cái cộng đoàn tiếp nhận, một cái cộng đoàn luôn rộng mở, một cái cộng đoàn luôn luôn phong phú, luôn luôn có cái sức sống để có thể hành trình về đích điểm khi con người được hòa nhập vào cái cuộc sống vĩnh cửu của Thiên Chúa là một nhưng trong ba ngôi vị. Xin cảm ơn anh chị em.